Cho bạn trong video này chúng ta sẽ chế cái đế sạc của cái pin Ozito Lithium Ion 1500mAh này. Thì nhìn qua cái pin Ozito này, bạn sẽ thấy là nó giống như kiểu một cái phiên bản copy của DeWatt, với cái giao diện, các cái chân tiếp xúc y như nhau, cái vỏ bên ngoài giống nhau, chỉ khác nhau cái vỏ và cái màu sắc và cái gờ thôi. Như vậy có thể thấy là Ozito với cả DeWatt là cùng một cái thương hiệu cha. Hay nói khác là Ozito đã được mua lại bởi vì cái hãng quản của DeWatt, chứ nó không còn là cái Ozito như hồi xưa nữa. Ozito mà cái phiên bản mà bạn hay thấy nhất là phiên bản PXBP Power Exchange. Còn cái Ozito phiên bản Lion này thì nó y xì dòng DeWatt. Tất nhiên khác gì so với DeWatt, cái mạch bên trong của nó kém hơn. Bạn thấy là ở trong này chân âm chân dương nó được câu thẳng với cả hai cái chân điện cực và dây đồng rất là nhỏ. Như vậy công suất của các cái máy Ozito này nó không cao, nó nhỏ hơn máy DeWatt. Bởi vì rõ ràng đây là một cái thương hiệu mà được đánh giá là kém hơn brand name của DeWatt. DeWatt và Ozito như vậy nó cùng một cái thương hiệu cha, Stanley gì đó, nhiều lắm. Cái chân âm nó sẽ thông qua một cái cầu chì 50A. Trong trường hợp mà bạn bị chập, bị kẹt thì cái cầu chì này sẽ chập cháy và bạn sẽ bị ngắt, bảo vệ được pin. Tuy nhiên cái chất lượng của pin thì khá là kém. Bạn thấy đây là pin thay lại, đây là pin được thay lại rồi. Không biết pin gốc là pin gì, đây là pin thay lại rồi. Nhưng mà trong cái mạch của DeWatt nó còn thứ nhất là cái báo pin này, thứ hai nữa là các cái chân tiếp xúc C1, C2, C3, C4 đây nó được gắn trực tiếp với pin thông qua bề điện trở. Như vậy đối với mạch DeWatt thì bạn chỉ có thể sạc pin thông qua cái chân này, nó chỉ là chân tín hiệu thôi chứ nó không phải là sạc trực tiếp. Còn đối với con Ozito nó cắm trực tiếp với cả các cái chân B1, B2, B3, B4, các cái chân tiếp xúc bên ngoài này. Như vậy có nghĩa là gì? Bạn có thể dùng iMac để bạn sạc trực tiếp, cân bằng trực tiếp trên bộ pin này. Do nó không qua trở cho nên bạn có thể làm được việc đấy. Nó lại ngược một chút với cả cái dòng DeWatt. Nếu mà DeWatt bạn thấy là cái chân, các cái cực C1, C2, C3, C4 là cụm 4 cái cực này, C1, C2, C3, C4, nếu bạn thấy nó là cụm 4. Còn cái này lại ngược lại, D1, D2, D3, D4 là 3 cái chân tiếp xúc phía dưới và một chân giữa. Như vậy chân cảm biến nhiệt và chân ID nó lại là hai bên rìa này. Đấy, nó hơi ngược với cả DeWatt. Như vậy khi mà bạn cắm thì bạn sẽ thấy là nó có thể cắm lẫn nhau được. Tuy nhiên cái bộ đế sạc của con DeWatt lại không thể sạc được, bởi vì do cái cách bố trí chân của nó lại khác. Như vậy ở đây tôi sẽ có cái bộ đế sạc cho con Ozito được thiết kế lại. Đấy, từ 3 chân giữa, một chân phía trên và hai chân âm dương. Hai chân âm dương của nó thì trùng với hai chân âm dương của con DeWatt, chỉ có là các cái tín hiệu cực thì nó sẽ đi khác một chút thôi. Cái bộ đế sạc này nó sẽ có tác dụng là sạc và bảo vệ từ cell pin. Bạn thấy là đây điện áp báo là 15,8, tức là cái bộ pin này nó đang ở điện áp là 15,8 của tổng. Để sạc thì chúng ta cần dùng đơn giản là một cái adapter 21V để chúng ta có thể sạc thôi. Adapter cắm ở đây. Trên cái bộ sạc này nó sẽ có mạch bảo vệ của từng cell pin. Vì vậy mà khi mà mạch quá, bạn thấy là khi cắm vào điện áp nó sẽ tăng lên nữa, là do nó đang được sạc. Khi mà mạch bảo vệ quá thì nó sẽ tiến hành là ngắt pin, không cho sạc nữa. Như vậy bạn sẽ yên tâm là nó sẽ bảo vệ từng cell pin, không bao giờ cell vượt quá 4,2V. Thì cái bộ sạc này thiết kế y như cái chức năng của bộ sạc DeWatt thôi, tức là một cái mạch sạc rời mà không cần, bạn không muốn dùng sạc gốc của nó. Tất nhiên ưu điểm của nó thì gọn hơn rất là nhiều. Tuy nhiên nếu mà bạn vừa có DeWatt vừa có Ozito thì hãy để ý là mặc dù chân tiếp xúc nó giống nhau nhưng nó không cắm lẫn được với nhau. Vì vậy tất nhiên là cắm vào thì nó không cháy nhưng mà nó sẽ không sạc được. Vậy bạn phải để ý nhá. Ozito trong cái phiên bản cải tiến về sau thì tôi đều có chữ Ozito viết trên này để các bạn phân biệt được so với cả cái bộ sạc DeWatt. Vì cái giao diện nó giống nhau cho nên là cái việc thiết kế của tôi nó lại khá là tương tự nhau. Đấy, hãy cố gắng phân biệt vậy. Xin ơn các bạn đã theo dõi.